Sau nhiều lần nhá hàng khiến người dùng thấp thỏm mong chờ, Ford đã chính thức ra mắt mẫu xe nhỏ nhất trong dòng xe bán tải của mình, mang tên Ford Maverick. Hãng xe Mỹ gọi Maverick là mẫu xe bán tải đầu tiên của Mỹ có hệ chuyển động tiêu chuẩn là động cơ hybrid, đồng thời là chiếc bán tải có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trên thị trường, dự kiến ở mức 5,88 lít trên 100 km trong nội đô, trung bình ở mức 7,6 lít trên 100 km. Theo công bố, Maverick 2022 dài 5.072mm và rộng 1.745mm, ngắn hơn khoảng 282mm và thấp hơn 53mm so với mẫu Ford Ranger. Đáng chú ý nhất, ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Ford Maverick đã được trang bị hệ chuyển động hybrid, bao gồm động cơ đốt trong 4 xi lanh 2.5L, sản sinh công suất 162 mã lực và mô men xoắn cực đại 210 Nm kết hợp với motor điện 126 mã lực. Hệ chuyển động này mang đến cho xe tổng công suất 191 mã lực, được truyền đến cả 4 bánh xe qua hộp số vô cấp CVT. Hệ chuyển động hybrid trên Maverick còn giúp xe có khả năng vận hành 805 km chỉ với một bình xăng, tải trọng 680 kg và khả năng kéo rơ móc 907 kg. Những khách hàng có nhu cầu dùng bản mạnh hơn có thể chọn động cơ EcoBoost 2.0L 250 mã lực, 376 Nm mô men xoắn đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động bản này có thể nâng cấp lên loại 2 cầu cho khả năng kéo tối đa tốt gấp đôi dòng hybrid. Ford đã trang bị cho Maverick một thùng xe đủ rộng với kích thước 1,4m, có thể mở rộng lên 1,8m khi mở cửa thùng xe. Dù con số này không mấy ấn tượng, nhưng bù lại thùng xe của Maverick lại có thiết kế và một số tiện ích hỗ trợ khá thông minh. Cụ thể, hai bên vách thùng có sẵn các khe đặt thanh rằng, cho phép người dùng có thể sử dụng các thanh gỗ kích thước 2x4 inch hoặc 2x6 inch để phân tầng hoặc chia ngăn chứa hàng cho xe. Bên cạnh đó, thùng xe còn có hai móc chẳng dây, 4 móc khóa dây và nhiều lỗ chờ đã được tạo hồ sẵn để khách hàng có thể lắp các phụ kiện và trang bị cho thùng xe. Cửa thùng xe cũng có khả năng mở nhiều cấp độ để tiện dụng hơn cho khách hàng. Ford Maverick có hai cổng cắm điện 111V, một ở bên trong khoang lái và một ở ngay bên vách trái thùng xe. Một bộ dây dẫn 12V chờ để người dùng có thể lắp thêm đèn chiếu sáng và phụ kiện sử dụng điện nếu cần. Ngoài không gian chứa đồ ở thùng xe, Maverick còn có các hốc và ngăn chứa đồ được bố trí thông minh ngay bên trong khoang lái. Bên trong khoang lái Ford Maverick sở hữu hệ thống giải trí với màn hình 8 inch, tương thích trình kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vận hành hệ thống này sẽ là tính năng Ford Pass Connect đi kèm tính năng phát sóng Wi-Fi cho phép kết nối tối đa 10 thiết bị. Khách hàng có nhu cầu cao hơn có thể nâng cấp lên tùy chọn hệ điều hành Sense 3 trên bản trang bị Lariat. Theo công bố, Ford Maverick 2022 được bán ra thị trường trong quý 3 năm 2021 với 3 phiên bản là XL, XLT và Lariat. Khách hàng trung thành của hãng cũng sẽ có cơ hội đặt mua phiên bản đặc biệt First Edition Model hoặc gói nâng cấp FX4 Off-Road Package dành riêng cho bản trang bị AWD. Gói nâng cấp này sẽ bổ sung thêm hệ thống làm mát cho xe, ốp gầm động cơ, bộ la răng 17 inch và nhiều phụ kiện khác. Hãng xe Mỹ tin tưởng rằng Ford Maverick sẽ đặc biệt thu hút những khách hàng cần một mẫu xe giá rẻ, thực tiễn nhất có thể, thậm chí là cả những người chưa từng mua bán tải lần nào. Mức giá khởi điểm 19.995 đô la Mỹ chính là quân bài chiến lược lớn nhất mà hãng xe Mỹ có trong tay, chưa kể hệ thống chuyển động cho mức tiêu thụ nhiên liệu còn thấp hơn cả sedan. Nếu mẫu xe này được đưa về Việt Nam, rất có thể sẽ lại trở thành mẫu bán tải được người dùng ưa thích như chính đàn anh Ford Ranger. Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu xe bán tải Ford Maverick 2022 vừa được ra mắt. Bạn đánh giá thế nào về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ video và ấn nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!